Chào bà con nông dân và các bạn ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, nhiều vùng đất chiêm trũng hoang hóa không thể canh tác đang được địa phương khuyến khích chuyển đổi thành những trang trại chăn nuôi. Hướng đi này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Phần đầu mục nhà nông làm giàu hôm nay mời bà con cùng đến thăm một trang trại điển hình từ việc chuyển đổi này. Đây là mô hình kinh tế trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Quân ở thôn 13, với diện tích hơn 10 mẫu nhận thầu chuyển đổi đất 5% của xã, trang trại này đã giúp cho gia đình anh có nguồn thu nhập cao và làm giàu hiệu quả. Hiện nay trang trại của gia đình anh đang nuôi 5 con bò sữa, vài chục con lợn nái, hàng trăm con lợn thịt, hàng chục tấn cá các loại. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng và còn tạo được việc làm cho từ 4 đến 5 lao động trong gia đình. Anh Quân cho biết, mô hình của anh có chi phí đầu tư thấp, tận dụng tối đa nguồn thức ăn trong chăn nuôi nguồn cỏ và chuối ven bờ là nguồn thức ăn chính để nuôi bò sữa bên cạnh đó chất thải từ chăn nuôi lợn anh có thể sử dụng làm nguồn thức ăn cho cá thịt vừa góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường lại giảm được chi phí cho chăn nuôi mô hình trang trại như anh quân đang giúp cho địa phương cải tạo được những vùng đất chiêm trũng hoang hóa thành vùng sản xuất chăn nuôi có hiệu quả cao Nuôi gà ấp trứng không còn mới đối với các hộ chăn nuôi, nhưng làm thế nào để cho ra thị trường những con gà sống đạt hiệu quả thì không phải người chăn nuôi nào cũng làm được. Anh Phạm Ngọc Tuấn ở thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Được người chăn nuôi biết đến bởi chất lượng con sống mà lỡ của anh đang cung cấp ra thị trường. Một người nông làm giàu sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi với anh Tuấn. Năm 2009, anh Tuấn bắt đầu nuôi 500 con gà đẻ trứng Ai Cập, sau một năm nhận thấy việc nuôi gà đẻ khá bấp bênh do giá cả thị trường trứng không ổn định anh quyết định chuyển sang nuôi gà bố mẹ để cung cấp trứng cho các lò ấp và người dân trong vùng giống gà được anh chọn nuôi là gà mẹ ta lai giống lương phượng và gà bố mía được lấy tại các viện chăn nuôi ở Hà Tây cũ anh cho biết nuôi gà đẻ trứng để ấp đòi hỏi kỹ thuật chăn nuôi cao thì mới cho ra những lứa trứng chất lượng đạt tỷ lệ phôi cao anh đã học hỏi kỹ thuật chăn nuôi từ những nơi cung cấp giống, học qua sách báo, tài liệu kỹ thuật. Anh tập trung nuôi đúng kỹ thuật, cho ăn uống đầy đủ và tiêm phòng cho đàn gà theo đúng quy định. Vì vậy, đàn gà của anh luôn phát triển khỏe mạnh và cho tỷ lệ trứng đạt chuẩn, chiếm 70% trở lên. Hiện nay, trong trường nhà anh có 1.200 con gà bố mẹ. Bình quân mỗi năm, anh thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Được tiếp cận với những kiến thức khoa học kỹ thuật, ông Nguyễn Văn Phong, thôn Nam Cường, thị trấn Thổ Tang đã mạnh dạn chuyển đổi 7 sào đất trồng lúa sang trồng cây rau màu. Bốn mùa vườn rau xanh tốt đã mang lại cho ông Phong thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2001, ông Phong mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư vào trồng các loại rau củ quả. Nhờ chịu khó tham quan học hỏi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ông Phong đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho việc trồng trọt. Năm 2013, gia đình ông Phong đấu thầu 7 sao đất nông nghiệp để trồng rau bắp cải và cà chua, vừa làm vừa học hỏi. Đến nay ông Phong đã tích lũy được khá nhiều vốn kiến thức và kỹ thuật để trồng các loại rau màu. Ông Phong tận dụng đất để trồng rau quanh năm. Mùa hè thì rau muống, rau khoai, mùa đông thì su hào, bắp cải, cà chua. Trồng rau đã đem lại thu nhập cho gia đình ông Phong hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chúng tôi cũng đã được đi hội nông dân của thị trấn Thổ Thang cũng cho đi học hỏi rất nhiều về các cái kinh nghiệm và các cái mô hình trình diễn nên cho nên là chúng tôi là làm cũng rất là nghiêm ngặt để theo đúng với lại cái chương trình của Việt Góc nó về cái rau sạch. Để trồng rau màu đem lại hiệu quả cao, ông Phong đã áp dụng đúng tiêu chuẩn cũng như kỹ thuật mà các công ty giống và đơn vị phân bón tư vấn. Rau màu vừa phát triển tốt, vừa đạt độ an toàn cao cho người sử dụng. Bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương đã giúp gia đình ông và nhiều hộ trồng rau khác có thêm điều kiện để phát triển, mở rộng vùng trồng rau màu. Cũng là cho tổ chức chúng tôi thành lập một cái câu lạc bộ nông nghiệp chuyên màu. Thế rồi trong đó đã quy hoạch lại cho chúng tôi tất cả được một cái khu vực của cái khu vực nhà cũ này là khu vực rau sạch. Nên cho nên là cũng đã được đầu tư rất nhiều về cái hạ tầng nông nghiệp khu vực chuyên màu này thế cho nên là thực tế là cũng được là nhờ các chính quyền địa phương rất quan tâm đến cái nền nông nghiệp cho nên là anh em chúng tôi ở trong cái câu lạc bộ là cũng rất là phấn khởi và cũng tin tưởng vào cái đường lối của đảng từ một hộ gia đình có thu nhập thấp ở thôn Nam Cường nhờ chịu khó học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Phong đã có thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm hiện nay phong trào trồng cây rau màu vụ đông cũng đang được rất nhiều bà con nông dân trên địa bàn triển khai nhân rộng ông Phong chia sẻ do trồng rau màu đem lại hiệu quả kinh tế cao nên thời gian tới ông sẽ mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng trọt đặc biệt chú trọng đến cây cà chua ghép vì đây là loại cây dễ trồng dễ chăm sóc và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với những cây rau màu khác